Máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em súng bắn bu lông 1 inch khí nén với công nghệ của Đài Loan, thương hiệu top do bên Máy móc Minh Chí phân phối. Thì trong cái lĩnh vực bảo trì và sửa chữa ô tô, xe tải, cái việc lựa chọn cho mình một cái mẫu máy bắn bu lông phù hợp để giúp tăng cái hiệu quả công việc mà đảm bảo được cái an toàn cho người sử dụng, thì cái máy bắn bu lông 1 inch khí nén của thương hiệu top với trọng lượng là hơn 17 cân, khả năng đạt tới 3.300 vòng trên 1 phút cùng mô men xoắn cực đại là 7.200 Newton là một cái lựa chọn hàng đầu trong những ai cần một cái công cụ mạnh mẽ. Để sản phẩm này đến từ công nghệ Đài Loan và được phân phối bởi Máy móc Minh Chí, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với công việc vượt trội, hiệu suất cao. Với tốc độ 3.300 vòng lên đến 7.200 Newton thì mẫu sản phẩm này khả năng tháo mở nhanh chóng các loại bu lông ô tô, xe tải, đặc biệt trong các cái ứng dụng công nghệ nặng nề. Tiếp đến là áp suất hơi tối đa, hoạt động hiệu quả trong vòng 8 đến 12 cân. Chất lượng đến từ công nghệ của Đài Loan, giúp cho sản phẩm mang theo công nghệ chất lượng cao, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng. Và sản phẩm này cực kỳ dễ dàng sử dụng. Mặc dù trong cái trọng lượng cân nặng nó khoảng tầm 17 cân đến gần 21 cân, thì súng bắn bu lông này được thiết kế cân bằng tốt, giúp cho người dùng dễ dàng thao tác và không cảm thấy mệt mỏi trong quá trình sử dụng. Đó, sản phẩm này thì ứng dụng rất là tốt trong bảo trì xe máy, bảo trì xe ô tô và xe tải công nghiệp nặng. Thì đây là các cái lời giới thiệu của máy bắn bu lông thương hiệu top do bên Máy móc Minh Chí phân phối. Sản phẩm này thì được đánh giá là giá cực kỳ rẻ trong cái phân khúc súng 1 inch. Rất là hy vọng anh em sẽ đón nhận và trải nghiệm cái mẫu sản phẩm này. Mọi người có thể là liên hệ với cả bên mình để biết thông tin chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com, các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy móc Minh Chí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy móc Minh Chí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy móc Minh Chí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy móc Minh Chí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy móc Minh Chí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.